Ok, đầu tiên là cái đơn 50 đồng này, kệ xà phòng. Đây, cái này thì xem ầm trên group rồi, giá 159.000 xong áp mã các kiểu này. Đấy, còn 50 đồng. Đây, kệ xà phòng 50 đồng luôn. Coi như free anh em, không mất tiền. 500 đồng thì còn bo shipper 1.000 thì 50 đồng thì coi như là thanh toán rồi luôn. Đây, cái kệ đựng xà phòng thôi. Cảm ơn đánh giá 5 sao à. Ok, cái này thì nhiều bạn còn đặt được không đồng cơ. Mình đặt được 50 đồng nó còn đắt đấy. Ở Ma Canada Shizuka thật. Nó đơn giản như này thôi anh em. Chúng ta gắn lên tường thôi. Để đó thì nó sẽ có hai cái lớp. Đây, nó có hai lớp nhựa này. Lớp này để vệ sinh. Đặt lên thì nước nó sẽ chảy xuống dưới. Xong rồi sau đấy chúng ta vệ sinh. Đấy, có thêm cái dán tường nữa. Dán này anh em lưu ý dán 24 giờ. Trong 24 giờ chúng ta cũng đựng nhá. Dán đựng để nó chịu lực tốt hơn, không bị bong ra. Đế xà phòng. Tiếp là cái áo mình thấy nó khá là chip chủng. 99.000 áp mã 30 81.000. Hàng về đây. Đợt này thì mã 30 thực sự nhiều luôn. 30 đơn 99, 30 đơn 0 đồng, 30 đơn 59, 30 đơn 159. Gì đấy với cả 66.000 đơn 0 đồng. Mình đã xem anh em rất là nhiều livestream để xem mã cơ mà. Đây. Mã không biết mặc lên người như nào. Mặc này không dám ra ngoài đường luôn. Size L nhá, size L không biết có vừa luôn không. Ở đây đặt hàng quốc tế mà, không có chỉ may thừa cũng ổn đấy. Tiếp là con chuột máy tính 1.000 này anh em này. Đấy, ship nữa là 14.000. Con này không áp mã gì cả, rẻ đặt thôi. Giá bây giờ này 146.000. À, sau 2 ngày lại giảm 22.000 anh em. Con này rắc giá gốc là khoảng 30 gốc. À, nói chung đặt được 1.000 quá rẻ. Hộp to luôn này. 1.000. À, 14.000 chứ, cả ship. Đấy. M201 Newman. Không biết hãng này thì chất lượng nhà USB các kiểu con này điều luôn. Patek, sản phẩm chính hãng luôn. Đấy, hai màu. Anh em cũng đặt ầm ầm luôn. Đặt hôm đấy thì sale 1.000. Cũng số lượng khá là nhiều nên đặt dễ, không phải xăm. Hai lần sale 1.000 luôn. Cái gì đây? Trang web luôn à? Nói chung là chắc là chống cháy thôi. Dùng gì mấy con rẻ tiền này. 20-30 nghìn chống cháy. Trắng xám chút đi. Ở giữa có cái logo này. Nhựa trong. Bấm thì cũng phê đấy nhưng mà nó hơi nhỏ. Dùng lâu dài thì sẽ bị mỏi. Kiểu mini ấy, nó sẽ không đầy như này. Nhưng mà kiểu nó vòng lên với cả nó cao ấy, không bị mỏi tay. Tại vì nhiều chuột nó dẹt dẹt nó hơi bị mỏi tay sau trong một thời gian dài. Những dòng chuột rẻ này thường thì mình nghĩ là con lăn ở giữa nó sẽ bị lỗi hoặc là bị double click sau một thời gian. Chống cháy mà, dây cũng dài nhá. Không có gì giới thiệu. Tiếp anh em là cái nón 6.000 này, nón cho bé 3 đến 10 tuổi. Săn cho vui anh em, tổng 24.000 cả ship. À, đội được đấy. Ủa. Và cái này phù hợp cho bé nam nha anh em. Toàn siêu nhân thôi, vải mỏng. Nam em siêu nhân Gao, Power Ranger. Và một cái đơn có mấy cái đồ linh tinh như này. Đây anh em nhìn giá bây giờ này. Đấy, 154.000. Săn được 6.000 quá rẻ. Đấy, 5.000 đây. Đấy, 13.000. 6.000 đây. Đấy, lên 65.000. Hộp đựng dao kéo đây, 21.000. Tổng này, 22.000 cái đống này. Mắc rẻ. Đây, hình như thiếu một cái hộp gỗ rồi anh em. Đấy, cái chổi lau. Đúng rồi, thiếu một cái hộp gỗ. Đấy, cái này mà hơn 100.000 này. Đấy, đựng xà phòng, đựng đồ tắm, lưới nhá. À, màu đen. Đây, chắc là sơn chống gì. À đây, hộp gỗ thì họ ship bằng cái này à? Nhựa đựng đũa. Cái này là cái chổi lau bụi. Săn 6.000, quá rẻ luôn. À, cái chổi. Đấy, ủi lên xuống rồi anh em ạ. À, tay cầm đây, chổi lau bụi không? Cái này cháo gì đặc biệt. Thực ra mình review rồi, mấy cái này rồi. Nó lau bụi khá là tốt nhá. Và phải giặt vệ sinh thôi. Vừa vào để ý cái hộp nhìn lừa tình vãi, cứ tưởng hộp gỗ. Hóa ra anh em gạt sang này, đấy. Gạt sang này chỉ là hộp nhựa đựng thôi. Còn cái kẹp ấy nữa, rẻ đặt gọi là cho nó vui, chứ chắc không dùng. Hai cái nhá. À, xông nước ngoài nha anh em, sao đầy đủ phết, mặc dù giá cực kỳ là rẻ. Kẹp túi rác như này, để banh ra thì chúng ta đựng rác. Đây mới là hai kẹp anh em, như vậy giá đủ nhá. Còn hai cái móc này là để treo cái này nha anh em, gắn lên tường và treo, không phải khoan kiếc gì cả nhá. Tiện nhá, mình cũng không thích khoan, hỏng tường. Ok anh em, nói chung là vừa in so với mình. Và cái chất liệu vải này thì có vẻ nóng đấy. Nhưng mà cái màu sắc in lên khá là nổi. Thấy mặt kiểu này mà đi ra đường mắc ngại luôn anh em. Anh em thấy từng chi tiết này. Đẹp vãi chưởng. In có vẻ sắc nét đấy. Được.